Mời bạn nữ. À, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Châu Thị Tháo, hiện tại em là nhân viên thiết kế. Em đến từ Bình Định, em hiện đang sinh sống tại quận 9 ạ. Rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Hiện tại em tròn 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và mọi người có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Em tên là Trần Minh Hải, em đến từ Quảng Nam. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm nghề gì bạn? Dạ, hiện tại em làm công nhân sản xuất ở khu công nghệ cao quận 9. À, bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút xíu lý lịch về tình trường của mình. Mời bạn gái. Nói thật là chưa trải qua mối tình nào, chỉ có mối tình đơn phương là kéo dài 3 năm. Trời ơi, yêu ai mà yêu 3 năm dữ vậy em, rồi người ta có biết mình yêu người ta không? Không, em không có nói. Có khi nào em tỏ tình hay là em gửi cái gì cho người ta biết không? Em cũng có bật đèn đỏ vài lần nhưng mà bạn... Ta bật đèn xanh với ai bật đèn đỏ? Người ta đứng lại. Trời ơi. Em bật đèn xanh mà bạn đó nói chung là cũng kiểu quan tâm em, cũng lo lắng cho em nhưng mà kiểu như là chỉ là bạn bè thôi chị. Còn chàng trai bên này thế nào? Dạ, em có trải qua một mối tình anh cách đây cũng lâu rồi. Bao nhiêu lâu? Dạ, cũng gần 4 năm. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, nói chung bạn gái là cũng cao một trên 1,5 m là được rồi. Còn tính tình thì nói chung là biết tôn trọng người lớn tuổi và nói chung là dễ hòa đồng vậy. Cái đó dễ mà. Dạ. Người phụ nữ nào cũng có điều đó hết. Đơn giản quá ha. Ừ, quá đơn giản. Rồi bạn gái mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Phải tính tình, phải điềm đạm, mà hiếu chuyện. Lúc nào cần nói gì đó thì hãy nói. Đừng có kiểu như là... Nói chung là nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Dạ. Lẻo, tám. Dạ. Em có không em trai? Dạ, hầu như không. Không có không? Bây giờ thôi thấy không khí buồn quá em hát bài. Dạ thôi chắc em hát tặng một người vợ tương lai, em không biết có được hay không, nhưng mà bài hát mang tên Vợ Tôi. Vợ một tôi. Đoạn. Dạ. Hát lớn cho bên kia nghe kìa, hát vọng qua kia kìa. Quay qua bên kia. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lúa là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dày dầu. Không mơ giàu sang không đùa đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh lưới tre. Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Ngọt rồi, vậy là ngọt ngào lắm rồi. Em cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Em nói chuyện với ảnh đi. Ảnh đang hát cho em nghe qua cái bức màn đó, em nói chuyện với ảnh đi. Nghe thấy giọng hát của anh thì cũng ngọt. Mà... Mà sao? Nghe hơi buồn. Hơi buồn. Hey, em có cái gì vui hơn tặng ảnh không? Dạ không đâu chị, em mà hát là khán giả xách dép đi về hết đó chị. Vậy hả? Dạ. Ê, để qua anh coi bên kia thế nào, bên đây hiền khô rồi em ơi. Ê, chào em gái. Dạ em chào. Dễ thương quá. Em không thích tật xấu gì của người bạn đời mình? À, để em cỡ luôn. Ừ, kể luôn đi. Nhiều lắm. Kể một loạt luôn cho anh nghe coi. Trước tiên là không biết nhậu, nhưng mà không phải là nhậu nhẹt theo kiểu mà bét nhẹ nằm bệt ở ngoài đường, em tự lái kéo xác về là em có chịu. Lên bờ xuống ruộng đó. Dạ. Hút thuốc em không thích, hút thuốc không thích mấy anh mà có cái tật là lười biếng mà ở dưới em. Rồi còn gì nữa để em nhớ đã, trí nhớ bảo quên à. Ừ, nhớ đi nha, hồi nhắc ảnh nha, nhiều đó thôi cũng mệt rồi đó. Coi giờ không? Dạ, cũng đôi khi cũng có. Cũng đôi khi có. Em có đặt cái mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Thì cao trên 1m65, nhìn mặt hiền hiền với lại có nụ cười phúc hậu xíu chị. Cười phúc hậu là cười sao em? Em biết nữa, em nhìn vô em thấy nó hiền hiền là em thích à. Để tôi coi cái anh này coi. Mập mập xíu nha chị, đừng ốm. Mập xíu hả? Mập thì em nuôi đi, người ta mập chứ có gì đâu. Nụ cười này phúc hậu nè, có bao lúng đồng tiền luôn, đẹp lắm nha. Cao 1m mấy? Dạ, 1m7. 1m7 rồi, đủ chuẩn rồi đó. Cặp này xứng đôi nè. Bây giờ lấy nhau về thì hai người định lập nghiệp ở đâu, lấy rồi ở đâu? Dạ, nói chung là chắc hiện tại là em sinh sống ở trong này thì chắc là tạm thời là ở trong này đã chị.
Còn nếu vì lao vì dài thì không có điều kiện ở trong này thì cũng về quê sinh sống, nếu ở quê có điều kiện hơn. Nếu về quê thì làm gì ở quê? Dạ, nhà em thì chỉ làm nông thôi anh à, trồng trọt và chăn nuôi. Đủ vợ em không làm nông, trồng trọt, chăn nuôi nổi thì sao? Dạ em làm. Rồi vợ làm gì? Dạ, thì nấu cơm là được rồi. Làm vợ thôi hả? Dạ. Chờ em thích ở nhà làm vợ thì sao anh? Thì cho đi lượm. Đi nói diễn gì? Đi lượm gì? Dạ thì... Ở quê đi lượm gì được? Dạ nhiều thứ, đi giữ bò. Hả? Trời ơi, trời thôi tôi về. Trời ơi. Thôi vậy đi làm chắc ăn em ơi. Đi về quê giữ bò không em? Thôi. Trời, tướng này chăn bò sang lắm em. Bây giờ mình cho hai bên gia đình gặp nhau thử coi. Em có người thân đi theo không? Nhà em ở xa quá, là điều kiện cũng không cho phép nên cũng không có người thân, chỉ có bạn em. Có bạn em cũng được. Rồi bạn em thử xem nãy giờ thấy cô bên kia đó như thế nào. Có giữ bò được không? Đâu bạn em đâu. Em chào anh Quy Linh, em chào chị Cát Tường và các vị khán giả. Em là bạn ở ngoài quê hay là... Em bạn là bạn thân này? Của Hải chơi từ nhỏ đến lớn cùng quê chị. Hồi xưa có chăn bò chung hả? Dạ có luôn. Chăn bò vui không em? Nhìn cái tướng chị này chăn bò được không? Chắc là không được, nhìn tiểu thư quá. Xin lỗi anh nhầm lớn rồi đó. Em gốc nhà nông lên đó anh. Việc nhà, việc nông, việc gì em cũng làm được hết á. Người em nhỏ nhỏ nhưng mà cao gõ đó anh. Rồi bạn nhận xét tiếp đi. Em thấy bạn của em là hợp với bạn Hải của em. Em ủng hộ. Bạn em có tật xấu nào nãy giờ chưa có kể ra không? Bạn em hồi nãy giờ có giống một cái là có hút thuốc nhưng mà hút ít. Uống cà phê được thì hút một hai điếu. Một ngày hoặc khoảng 3-4 điếu vậy. Trời ơi, vậy là cũng dữ à. Được không? Ngày 3-4 điếu được không em? Sao khóc? Sao khóc? Đừng khóc em ơi. Sao vậy? Em thấy hơi... Một ngày em uống 3-4 cái thôi. Từ bỏ à. Được không em? Chấp nhận hả chị? Chấp nhận luôn hả? Vậy em luyện sao em bỏ hết. Được rồi, cảm ơn em trai nhiều. 4 điếu cũng hơi nhiều rồi đó. Thôi bây giờ anh bỏ bớt đi, hút thuốc không có tốt đâu. Dạ em biết điều đó anh. Bạn gái bên kia yêu cầu cũng chính đáng đấy. Bạn gái em có đi với ai không? Dạ em có đi với em ruột và chú. Chào chú. Xin chào chị Cát Tường và anh Hiền Linh. Em là chú của Thảo. Thảo là con cháu trong gia đình thì nó rất là hiền, giỏi, thương ông bà nội với ba mẹ. Em thấy anh này được. Chú thấy được là được sao chú? Thấy hợp với Thảo. Còn hai đứa có hợp hay không thì tự hai đứa với em cũng không biết được. Chào chú. Dạ, nói chào chú Út đi. Chào chú. Nói chuyện gì chú gì đi. Dạ chú trẻ quá. Tại vì ở công ty em mấy người cỡ như chú đây là kêu em bằng chú không. Dạ. Em gái kìa, em gái thấy anh rể tương lai sao em gái? Theo nhận xét của em á, thấy anh cũng được. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để mà tiến tới cái cuộc hẹn lâu dài hơn. Rồi em xin hết ạ. Rồi cảm ơn em. Rồi kéo màn lên đi cho rồi. Hai người gặp nhau. Chuyện giờ của hai bạn đó. Chúng ta có mấy phút ít ỏi thôi nha, tìm hiểu cho kỹ nha. Chào. Dạ chào anh ạ. Tưởng ngà không biết nói gì cả. Dạ nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Dạ hồi nãy giờ nghe nói với lại giờ nhìn thì thấy cũng giống như suy nghĩ là chắc hình tượng cũng tựa như em nghĩ à. Thấy nụ cười đó phúc hậu không em? Chưa nhận xét được chị. Không gian này có lẽ em không đủ tự tin để thể hiện cho lắm. Nếu có cơ hội thì nó trải nghiệm từ từ có thể đạt hơn. Chứ không gian nào là em thể hiện hết mình? Dạ, không gian nhỏ hẹp hơn tí à. Nhỏ hẹp hơn hả? Dạ. Tối tăm hơn xíu hả? Dạ, không cần tối lắm à. Mờ mờ thôi hả? Dạ. Tắt đèn? Dạ không rồi. Tắt không? Dạ không, nói chung là... Con cho tắt đèn hết à? Em thích nó vắng vắng. Vắng vắng. Bây giờ thế này, hai bạn này hình như hơi rung quá. Dạ. Hai bạn đứng lên đi. Dạ, nào, đứng lên có lẽ rung hơn. Đứng lên. Nào, thế này nha, đứng sát bên. Bây giờ chúng tôi tạo điều kiện hẹp hơn, gần hơn để hai người cảm nhận nhau, không nhìn đâu cả, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, mình nói cảm nhận về những gì mà mình suy nghĩ bây giờ, trái tim mình rung động thế nào. Rồi coi như đèn tắt không ai hết trơn, bắt đầu. Dạ, dạ, cầm nhẹ được không ạ?
Cậu cũng được. Thế này là đọt à. Em có cũng thấy như thế nào không? Dạ cũng vậy thôi ạ. Cũng thế. Nhìn thẳng vô nhau sao nhìn liếc đâu không vậy? Nhìn vô bạn gái kìa bạn. Em không biết nói gì nhiều anh ạ. Nói em ơi, nhà anh còn hai con bò, anh chia em con, anh con. Em thì qua khi kéo bánh vàng lên thì em thấy anh cũng như tưởng tượng của em là 80%. Thì cũng thấy anh cũng hiền. Dạ. Rồi bạn trai nói đi. Nếu như vậy thì em có chịu đồng ý việc với anh một lần không? Thì Quảng Ngãi thì em chưa ra lần nào. Quảng Đông. Nếu được thì em cũng muốn ra ngoài đó thử một lần cho biết. Dạ. Dạ. Rồi em hết lẽ. Hết thời gian về trời. Hết thời gian em đến. Ê, hai người đều nhát hết, không biết thế nào đây. Gặp đặt nhau tay vào nút bấm chắc ngồi im lặng luôn quá. Mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng chốt lại, trong suy nghĩ các bạn đang nghĩ điều gì, chỉ có trái tim mới biết thôi. Các bạn hãy thể hiện những cái gì bạn suy nghĩ, để tay vào nút bấm quyết định. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định. Nếu cảm thấy thuộc về nhau hãy bấm nút, mà cảm giác không thuộc về nhau chúng ta có quyền không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Em bấm rồi mà chị. Em bấm rồi mà chị. Bây giờ là nắm tay. Vậy hả? Bây giờ mới là quan trọng, lúc nãy chưa biết có đúng chọn rồi. Nhau hay không. Nào, hãy đi xem phim với hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Viên uống trắng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm đó. Nói gì thì bữa đó sáng cô nào tối mới cô đó, cái gì đâu. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha. Dù sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ đã gặp nhau ở một điểm nào đó. Hy vọng họ sẽ cùng nhau đi trên con đường suốt cuộc đời còn lại, quý vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào mọi người, chào hai MC Cát Tường và Quyền Linh. Em tên là Lê Lưu Thùy Trang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên sale phòng khách sạn cho một công ty du lịch Nhật chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay là 24 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình thành phố Hồ Chí Minh luôn em? Dạ, gốc của em là Bến Tre nhưng mà em sinh ra và từ nhỏ lớn thì là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai giới thiệu. Mình tên là Huỳnh Trung Dũng, sinh 1986. Quê ở Long An, hiện tại sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm nghề gì bạn? Mình là nhân viên kinh doanh. Hợp mai nhau đấy. Một bên sale, một bên kinh doanh là hợp đấy. Lĩnh vực của em là lĩnh vực gì? Em hiện tại bây giờ là xây dựng với lại gỗ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nhiều mối tình lắm. Nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Chắc hơn 10. Hơn 10. Wow. Những mối tình nào sâu đậm nhất? Dài là chắc khoảng được 3 đến 4 năm. Tại em đi làm nhiều quá rồi không thời gian quen. 10 mối tình rồi mà chưa có thời gian quen. Ủa rồi bây đi giờ? Đi làm nhiều mà, đi làm nhiều lắm. Em đi suốt luôn. Rồi giờ bây có giờ thời gian là... quen chưa em? Dạ bây giờ là chắc chắn rồi. Bạn nữ thì sao? Tình sử của bạn như thế nào? Dạ thì trước đó em khi mà em đi học thì em có quen một người. Nhưng mà chắc tại cũng còn trẻ nên cũng không đi tới đâu. Những điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Do là chuyên ngành của em là về nhà hàng khách sạn nên em có thể làm bánh hoặc là pha chế nước. Còn điểm yếu của em chắc là em không có được khéo tay cho lắm. Bạn trai có điểm mạnh, điểm yếu gì bạn? Cái điểm mạnh của em chắc em giao tiếp tốt, rất tự tin về giao tiếp. Sống sao lên đây run dữ. Quên chữ hết. Còn điểm yếu? Thì em nói nhiều. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Chiều cao thì do là em cũng hơi thấp đó, nên em muốn là bạn ấy cao hơn em thì khoảng cỡ 1m65 trở lên là ổn. Tóc tai thì em muốn là gọn gàng nhưng mà nhiều tóc một chút xíu. Bên bệnh nhiều tóc không vậy? Mới cắt tóc đó chị. Cái gì cắt tóc là tóc ngắn, tóc dài. Còn cái này người ta hỏi nhiều hay ít, hiểu không? Có tóc. Rồi tiếp đi em. Em không thích những bạn nam mà mặc quần lửng ngắn quá,
màu mè quá là mặc đồ nhìn cho nó men men một chút. Em muốn bạn đó phải điềm đạm, biết chăm lo cho gia đình. Rồi, để chị qua chị coi. Yêu cầu vậy bên đây có đáp ứng được không? Dạ, chắc chưa sức. Dạ, chào chị. Có tật. Trời, chuẩn mà. Được, mình có cái tật xấu gì không? Em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối em hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm đó. Ủa vậy hả? Rồi sao? Bạn em hay nhắc lại không à? À. Em ngủ với mấy bạn em là nhắc lại. Mà thường hồi đó giờ mới, thí dụ như mới gần đây nhất là nói cái gì? Không, mấy nay em cũng mình em. Mới gì thì bữa đó sáng cái cua cô nào, tối mới cô đó, cái gì đâu. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha. Để đi công tác về là ngủ với vợ rồi mới kêu tên cô khác là chết luôn á. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Mà đó làm nhà hàng á, nên em tiếp nhận rất những đối tượng cũng là tùy theo tầng lớp á, nên mình cũng biết hòa đồng nha. Mà cán chọn thì không đưa ra tiêu chuẩn gì hết. Không đưa ra được chị ơi, khó lắm. Tiêu chuẩn em khi em nói ra hôm nay em làm việc tốt mà bữa sau các em làm không nổi là biến rồi. Như nay dọn nhà đi, em dọn sạch lắm, em dọn là dọn cho sạch, còn không dọn thôi em để đâu. Ờ, tính ra là dễ mà không dễ. Dạ đúng, nó giống khó. Khó. Anh không có khó, nhưng mà anh rồi, không có dễ. Xem bên đàn gái thế nào nha, em trai. Chào em. À, anh kia là kinh doanh rất là giỏi. Em có một cái ước mơ làm một cái dự án nào trong tương lai không? Dự án trong tương lai thì em cũng muốn là tự bản thân mình kinh doanh. Hiện tại thì em với bạn em có hợp tác kiểu kinh doanh mô hình nhỏ thôi về lĩnh vực ăn uống. Đó cũng là một ý tưởng ha. Hy vọng rằng với cái ý tưởng của anh Giám đó, anh kinh doanh bên đây, anh sẽ phát huy cái ý tưởng của em lên nữa. Anh thấy hai người cũng hợp đấy chứ. Bên đây cũng đẹp trai rồi ha. Bên đây cũng đẹp gái. Hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ, hôm nay em đi với lại ba mẹ và em ruột ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu. Chào bác. Vâng, chào cháu. Cũng xin cảm ơn là chương trình đã cặp đôi cho con tôi. Và tôi thấy là cháu đây thì được. Về hình dáng, hình thể bên ngoài là được, tương xứng với con gái thôi. Nếu cao hơn chút xíu nữa thì đẹp. Nãy cháu nói chuyện đấy thì chú thấy rất là vui. Là cháu là một con người năng động. Như thế là rất tốt. Để chú nói thật là nhà cửa thì cũng rộng rãi, có điều kiện. Cũng rất muốn là nếu cháu có sau này hai đứa nên gia đình thì có thể ở chung với cô chú cũng được, không sao. Và có thể cô chú sẽ đi một chỗ vị trí khác cô chú ở, còn giao cái đó lại cho hai đứa. Đó là như thế, chứ cũng không phải là ở rể đâu. Mà nếu có chung gia đình với cô chú thì càng quý. Nhưng mà quan trọng nhất là hai bên phải có một lòng tin vào nhau và sự tôn trọng tuyệt đối trong cuộc sống. Mất lòng tin và mất sự tôn trọng nhau thì không nên duy trì cái tình cảm đó nữa làm gì. Và người đàn ông phải có nghĩa vụ bảo bọc đối với gia đình. Xin cảm ơn. Dạ. Cô có ý kiến gì không? Cô thấy nếu hai con mà yêu nhau được thì tốt. Cô cũng dễ lắm. Dạ. Con cảm ơn hai cô, hai chú chia sẻ thẳng thắn con những điều đó, con rất là quý. Nếu mà có thể là quen được bạn Trang thì con sẽ cố gắng. Cảm ơn. Mời gia đình bên bạn trai. Dạ, hôm nay đi với chú với lại em gái. Chào Yên Linh và Cát Tường. Tôi danh nghĩa là chú nhưng mà làm chú cùng làm công ty. Cặp đôi này á thì mình thấy là cái độ sáng ngang nhau. Cháu được 25 tuổi rồi mà chưa có một tình yêu, hôm nay mới gặp Dũng thì thật sự ra cái điều này mình nghĩ là hôm nay là mình rất là vui cho Dũng. Thì Dũng, cái khó của Dũng là chưa tìm được một người nào như vậy. Ý là Dũng muốn tìm một người mà chưa có hề yêu ai à? Nhưng mà Dũng không nói ra. Có nghĩa là như vậy, cái khó của Dũng là cái khó đó. Bầu trời Sài Gòn đang nắng và chợt mưa. Mình nghĩ là có lẽ là cái niềm hạnh phúc sẽ đi đến cho cặp đôi này. Xin chào tất cả. Dạ, cảm ơn chú ạ. Coi như là duyên tiền định ha. Chúc mừng bạn nha. Rồi, bây giờ cho cặp đôi này gặp nhau đi. Hai bạn sẽ gặp gỡ nhau để xem có hợp với nhau không. Nào, chúng ta kéo màn lên. Không gian này của bạn đấy, mời bạn. Dạ, em chào anh. Anh có một quà, không gì vậy, trong này sách không à? Dạ, em cảm ơn. Anh có cảm nhận như thế nào về em à? Anh nhìn em là có một cái nói chung là cái nét gì giống giống anh một xíu, anh cảm giác là anh thích điều đó. Dạ, anh có muốn là ở chung với gia đình em? Anh thì nơi nào cũng là nhà của anh. Anh thì không có hút thuốc, không cờ bạc. Cái đó là anh không có, anh ghét cái gì đó. Tại rượu bia thì anh không thích luôn. Tại vì công việc của anh phải nhậu. Cho em hỏi là trong cuộc sống á, khi mà giải quyết những cái vấn đề khó khăn á, thì anh có dứt khoát hay không ạ? Anh tính anh là gọn. Dạ. Tại quyết định đầu tiên mình lúc nào đúng hết rồi. Mình càng suy nghĩ là càng sai.
em có một cái vấn đề gì đó mà lỡ mà làm cho anh hiểu lầm hay cái gì đó thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Mình phải biết cái nào đúng nào sai thì mình mới đưa ra kết luận. Nếu mà tin nhau thì anh đi nhiều mà anh sợ không được tin anh thôi, chứ anh phụ nữ là anh tin nhiều lắm rồi. Bạn nữ có một hướng kinh doanh là nãy nói đó. Dạ. Trong tương lai thì bạn có thể hỗ trợ chia sẻ với ông bạn trai giống như mở cửa. Luôn luôn sẵn sàng. Dạ. Tại vì kinh doanh mà vẫn luôn sẵn sàng điều đó rồi. Nên anh đến đây rồi thì anh cũng mong rằng anh sẽ thấy. Thấy gì anh? Được. Ủa sao đứng hình luôn rồi. Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn họ nữ. Đang nhìn nhau đắt đắm đúng không? Rồi, cứ nhìn nhau. Nhìn rồi nhìn thẳng vào mắt nhau. Và hãy nói điều gì đấy bằng suy nghĩ của mình. Anh có chút khó, hơi khó tính nha trong người. Anh dễ nhưng mà có những lúc anh khó. Em hãy quyết định do em thôi, anh đã chọn em từ lúc đầu rồi. Khi mà nãy ngồi bên này nghe thì em cũng có cảm nhận là anh giống đến 70% đến 80% người em muốn. Trái tim của bạn mách bảo như thế nào? Em thì chưa có rung động. Nhưng mà em thích chứ không biết là thế nào. Thì từ đó chưa biết yêu thật sự là thế nào. Đó thì chưa biết yêu thật sự là thế nào. Dạ. Thì cái đó là phải cần cái thời gian. Tại vì em sống tình cảm lắm, chứ không phải sống về cái nhìn đầu tiên. Người nào càng tình cảm thì anh thế đó em mới yêu. Còn mà sống không tình cảm thì yêu. Vậy đó. Cái đó em cũng đồng quan điểm với anh. Bạn nữ hát một bài hát gì đó tặng bạn nam đi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Bạn nam hiểu bạn nữ hát gì không? Hả? Dạ. Hiểu bác hát gì không? Nghe tình cảm mà em hiểu. Hả? Em nghe, em nhìn cái miệng em hát thôi chứ em nghe tới cái lời. You are my sunshine. Hãy để tay vào nút bấm. Cảm nhận tất cả những gì đã diễn ra từ nãy giờ. Hãy sống thật trong một nút bấm. Nào. 3 2 1 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau để kỷ niệm ngày gặp gỡ. Bạn trai nãy có nói rằng bạn trải qua nhiều mối tình, nhưng thật sự là những cái mối tình gọi là giới thiệu qua lại gặp mặt nhau để đi làm cũng không có gì ha. Chúc mừng cho các bạn. Đây là những chiếc vé xem phim, những cái không gian tạo cho các bạn có điều kiện để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Hãy đi xem phim với hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng cho hai bạn. Hoang mang tại vì bên bạn trai bên này vừa mới mở ra một tờ giấy, một trang giấy chữ chi chít ở trong không biết là cái gì. Mời em chia sẻ. Cái này là em ghi trước những cái câu hỏi liên quan tới chương trình, ghi trước để sợ nhiều khi hỏi không biết đường nói chị. Và bây giờ thì chưa được ăn à, chút xíu nữa mới được ăn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ sẽ hẹn hò với nhau, trò chuyện với nhau như thế nào nha. Chào em trai. Chị à. Rồi, em ngồi đợi chị Tường xíu, bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái vào rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Dạ, dạ. Rồi. Đây, ngồi vào ghế nè. Rồi, mời hai bạn chúng ta có thể mở mặt nạ mình ra. Rồi, đẹp rồi nha. Trai chưa? Có gì chỉnh sửa không? Rồi, quá đẹp rồi. Chào hai bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho đối phương nghe về những thông tin cá nhân của mình. Nói lớn và nói rõ lên nha. Mời bạn trai. Mình tên là Thái Phong. Hiện đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa. Nhà thì ở quận Bình Tân. Công việc của mình là làm bên nhân viên bảo trì phụ tùng ô tô của hãng Honda ở Biên Hòa. Mà mỗi ngày em phải chạy từ Sài Gòn về Biên Hòa? Không, em ở Trảnh thì ở trọ ở Trảnh. Đi làm thì chủ nhật về mới về Sài Gòn. À, năm nay bao nhiêu tuổi? 33 tuổi chị. 33 tuổi. Cha, nhìn mặt trẻ măng à, chị tưởng em cỡ 29 tuổi thôi đó. Thiệt. Rồi mời em gái giới thiệu.
Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh. Em tên Lê Thị Kim Chi, năm nay em 31 tuổi. 31 tuổi, trời ơi, cũng sao bữa nay toàn những người trẻ không vậy? Em là cũng tầm 28 tuổi thôi. Quê em ở An Giang á chị. An Giang, nay chị đang làm gì? Dạ, em bán vé máy bay ở quận 6 á chị. Mình ở quận 6 luôn hay là sao? Dạ, em thuê nhà em ở đó, em ở phòng vé ở đó luôn. À, ở trong chỗ mình làm luôn, mình dạ. Làm ở ngay đó luôn. Dạ, đúng em rồi ở chị. Với ai? Dạ, em ở với em gái. À, có nghĩa là cái bán vé này là vậy là mình làm riêng cho mình phải không? Làm dạ, đúng rồi đúng chị. Không? Dạ. Muốn bán được không em? Để chị hay đi diễn lắm, có gì cho số, có gì mua vé gì chị ủng hộ cho. Dạ, cũng được chị. Rồi, vậy là cũng tốt rồi, tự lực cánh sinh là tốt rồi ha. Dạ. Công việc hai bạn ổn định, Bình Tân với quận 6 cũng gần nhau mà phải không? Dạ đúng rồi, sát bên. Rồi, sát bên quá thuận lợi luôn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn nè, siêng năng chăm chỉ, hòa đồng hoạt bát rồi vậy đó chị. Trời ơi, một tràng luôn ha, nấu trời cái gì vậy? Từ từ, đừng làm tôi rung nha. Rồi điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là nhiều khi em hay nóng tính, vội vàng đồ á chị. Hay quên á. Mà ăn mà quên trong công việc là hơi mệt à. Người ta đặt vé mà quên bút quên lên máy rồi. Dạ cái đó không có chị. Không có. Nhưng mà tôi đang hoang mang. Tại vì bạn trai bên này vừa mới mở ra một tờ giấy, một trang giấy chữ chia chít ở trọng. Không biết là cái gì. Em ghi trước những cái câu hỏi liên quan tới chương trình ghi trước để sợ nhiều khi hỏi không biết đường nói chị. Trời đất ơi, sao hỏi biết đường nói, hỏi gì hỏi cái trả lời cái nấy chứ sao hỏi mà không biết đường nói. Ghi này ghi có chân thật không hay là ghi theo có sự sắp đặt? Không, ghi đúng theo cái em nghĩ luôn á chị. À, có nghĩa là mình nghĩ trước. Dạ, sợ lúc đó rồi. Mình nghĩ không kịp mình trả lời không. Tại đúng không? Rồi bây giờ sao đâu chị đọc thử cái coi. Chị đọc nha. Dạ, dạ. Chị đọc chứ giờ em ghi mà em đọc nữa thì đâu có được. Địa điểm. Địa điểm này là điểm gì vậy? À, tại bên chương trình hẹn gặp ở đó hẹn. Trời đất ơi. Liên hệ anh Quân nào đây? Anh Quân là ai? Quân là cái anh bên chương trình kêu em. Trời. Là cứ điện thoại gặp anh đó, anh đó. Trời đất dẫn. Ơi. Chào hỏi giới thiệu bản thân mới làm rồi phải không? Dạ đúng rồi chị. À, làm theo logic chương trình này mà đổ chị Tường mà hỏi trật cái này cái là ú ớ liền. Khuyết điểm: hiền, ít nói, dễ xúc động, có hút thuốc, không biết nấu ăn, hơi bề bộn, hơi tự ti. Chà, ghi vậy sợ đúng rồi, cái này nhiều khuyết điểm quá. Người ta thật tình người ta ghi ra, để lỡ lên đây chị Tường hỏi người ta quên. Bây giờ thí dụ không nhìn đây nè, chị hỏi nhớ không? Khuyết điểm của em là gì? Hồi nãy em cũng nghe chị nói là hiền, ít nói, rồi hơi tự ti, dễ xúc động chị. Có đúng rồi, có hút thuốc nữa chị. Không biết nấu ăn. Đó, chị cũng nhớ Tường mà, có gì đâu phải ghi ra được. Ưu điểm: thích chơi thể thao, không nhậu nhẹt, có lòng tốt giúp đỡ mọi người xung quanh, chịu khó đi làm. Ghi rất rõ luôn nha em. Rồi lỡ rồi quớt luôn qua tới tình trường. Tình trường trình tự giống như là viết văn vậy đó, có từng dạch từng đầu dòng đàng hoàng. Chưa trải qua mối tình chính thức nào, cũng như chưa có tỏ tình với ai, có tia một vài người nhưng không thành. Ủa em tia là sao em? Tia là tức là mình cũng có để cái người bạn người đối tượng đó chị, rồi mình cũng theo ghẹo chọc nhưng mà không được. À vậy gọi là tia đó hả? Dạ. Mà trong này em ghi là em là chưa từng trải qua một mối tình chính thức nào. À đúng rồi chị. 33 tuổi, mặt mày sáng sủa đẹp trai, công việc cũng ổn định. Tại vì cái cấp trước mà trước năm 30 chị tầm tới em đi học tới năm 26 27 tuổi rồi mới bắt đầu đi làm. Đó học liên thông lên đại học nên không có chưa có nghĩ tới việc chuyện mà gọi là cưới vợ sinh con nên không có theo tán kiểu có tia cũng có đi chơi vậy thôi. Bắt đầu khoảng 1 2 năm nay tầm 30 tuổi khoảng năm em nghĩ tới chuyện vợ con nên mới đăng ký tham gia chương trình. Thì 3 năm nay cũng chưa tia được ai mà dính cho. Dạ, đúng rồi chị. Lý do tại sao? Em nghĩ một phần là hay tại em tia nhiều quá. Do em tự ti một phần. Em tự ti cái gì? Chẳng hạn như ví dụ em thích người bạn nữ đó đi, em theo rồi chọc này nọ kia, xem như bạn bè trước thì vô tình thường thì em thấy là khi mà em thích ti ai cái là thời gian cái là còn phải có người con trai khác theo, người con trai khác theo mà anh nhìn thấy người con trai khác theo mà gọi là soi về điều kiện này nọ công việc á người ta hơn hẳn mình đi thì mình nghĩ thôi mình thôi để cho cái người con trai đó tấn công của cô gái đó sẽ hạnh phúc hơn, tại vì soi về điều kiện thì người đó hơn mình nhiều lắm. Thật ra điều đó em nghĩ cũng đúng nhưng mà em không có tự tin về bản thân là cũng không được. Thứ nhất là em cũng học hành đàng hoàng, công việc của em cũng ổn định. Thí dụ bây giờ em chưa giàu có vì em cũng còn trẻ, nhưng ít nhất là em tự nuôi sống được bản thân, nuôi sống được gia đình. Trước tiên em phải tự tin với bản thân thì cơ hội nó mới đến. Dạ, dạ. Mà tình yêu là không có nhường nhịn.
Có càng có đối thủ mình phải càng cạnh tranh. Chưa chắc gì là cái người giàu có hơn em mà người bạn gái đó đã thích đâu. Nhiều khi người ta thích ở em một cái gì đó, một cái sự chân thành, cái nét quyến rũ gì đó thì sao? Từ ngày hôm nay gặp chị Tường rồi là tự tin lên. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý chị. Rồi, thì bây giờ để chị hỏi bạn gái một xíu, cái tình trường của em thì như thế nào? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình chị. Đó, người ta phụ nữ mà ta cũng có hai mối tình. Em không có mối tình nào làm sao có kinh nghiệm trong yêu đương? Dạ, mối tình thứ nhất thì cách đây 5 năm, sau đó chia tay thì mình em... Mình quen được bao lâu mà chia tay? Khoảng chừng nếu quen qua thì chắc cũng lâu quá chị, nhưng mà tiếp theo gặp mặt nhau chừng 2-3 tháng vậy. Rồi sao chia tay? Dạ tại cái người đó có vợ có con rồi mà dối gạt á chị, nên sau này em biết được nên là đã chia tay. Em quen một thời gian lâu rồi em mới biết được là người ta gạt mình. Dạ. Rồi khi mà em biết được thì em có nói gì với anh đó không, hay là em chỉ lặng lặng em rút lui thôi hả? Thì em hỏi thì anh nói là không có, anh nói thì em cũng tạm chấp nhận vậy đi. Nhưng mà đến khi về rồi á thì anh đi công tác ngoài Hà Nội, rồi sau này anh đi qua Buôn Ma Thuột nữa. Trong Buôn Ma Thuột á thì anh cũng có bạn gái rồi đó nữa, thì tình cờ em mới cái nghe điện thoại của bạn gái đó với anh đó, nên là từ đó về sau thì chia tay luôn. Nhưng mà xác nhận là ông nó có vợ con rồi. Dạ. Thôi bỏ đi em, thế em vẫn còn xúc động khi nhắc lại. Thật sự đó cũng là một cái tổn thương của mình đúng không? Nhưng mà thôi, mọi chuyện nó qua rồi. Mối tình sau mình cẩn thận hơn, mình kỹ lưỡng hơn ha. Rồi cái mối tình sau sao? Mối tình sau thì cũng quen được 2 tháng á chị. Rồi sao 2 tháng rồi sao chia tay? Dạ thì trao đổi với nhau thì không có thông cảm được á chị, nên là chia tay với không nhau. Không thông cảm được ở cái điểm nào? Thì em cũng có những cái khuyết điểm á, thì anh đó anh cũng không chấp nhận được. À, vậy thì do là chưa có yêu, mình chưa có chạm cái cảm xúc của nhau. Đó nói nhân vô thập toàn, không có ai mà hoàn toàn hoàn thiện hết, ai cũng có khuyết điểm. Đúng rồi chị. Đúng không? Nếu mà mình thật sự mình có tình cảm với nhau thì mình phải chấp nhận cả cái khuyết điểm của đối phương. Đúng không? Đâu được đâu, chị coi mấy cái hình của em coi. Bây giờ bản thân em thì em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì lúc mà tham gia chương trình thì em cũng mập, cũng ốm, cao 1m85, ngoại hình ưa nhìn là được chị. Ừ, một tấm thôi. À đây, ảnh trong đây nè, em đoán ảnh đi. Còn em gái, em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, cũng... cũng cao em là cũng khoảng chừng 1m65 trở lên, rồi tóc tai thì gọn gàng. Tóc tai gọn gàng, 1m65 trở lên, hợp chuẩn luôn. Còn gì nữa không? Mắt mũi miệng. Mắt thì đừng có lé đừng có hô là được. Không lé không hô, tôi nói bên đây sáng sủa lắm, sáng tài lắm. Rồi ráng lựa đi, lựa ảnh nó chổng đi. Cái này có phải gợi ý hay gì vậy? Tám người lại sao mà đấu được? Cái gợi ý cho 8 người phụ nữ anh tìm hơi khó à. Em cao khoảng chừng 1m65. 1m65. Nặng khoảng chừng 50kg. 50kg. Ráng đi cưng. Mình bật chế độ kính lúp lên. Sao em đoán ai em chỉ chị coi. Áo đỏ rồi chị. Linh cảm, áo đỏ phải không? Dạ đúng rồi chị. Đâu được, tôi coi áo đỏ 55, 50. Rồi cầm nó đi, để từ từ tôi mở cửa ra coi đúng không. Bên đây. Anh nào? Gợi ý là nhìn anh ấy cười, hoặc là nhỏ nhỏ con xí. Này ba ông, hai ông ăn có một ông cười à, là ông gợi ý cười còn cái gì nữa. Được rồi, bây giờ nè, nhìn kỹ nha, cô áo đỏ có đúng không nha. Mở cửa trái tim. À, chào bạn. Chào em đi chứ bạn, em gì cũng vậy mà ế đó. Em đoán đúng mà. Đúng không? Em là cô áo đỏ đúng không? Dạ. Hay quá vậy ta. Ủa sao, à có đeo mắt kiến hả? Có đeo mắt kiến. Dạ có. Kiến là kiến cận hay là kiến mát? Dạ cận. Ôi vậy hả, tại nãy giờ chị đâu có thấy đeo đâu. Rồi giờ không đeo mắt kiến có nhìn thấy mặt ảnh không? Dạ thấy chị nó cũng gần, thấy hơi cá chá một chút thôi. Có cần đeo mắt kiến vô không, cho nhìn rõ hơn dạ, không? Được rồi. Sao nhìn hoài vậy? Sao nhìn mặt đi rồi nhìn hình hoài vậy? Nhìn hình so sánh coi giống hay sao chị? Giống không? Giống giống chị. Rồi cái này sao? À. Đó, thấy chưa, vậy chứ. Qua qua tặng qua trái tim nè. Từ đầu gặp em, anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh nha. Trời ơi, cảm ơn em. Dễ thương quá ha. Đầu, để tôi coi coi. Sau chương trình, xin số điện thoại, xin Zalo, xin Facebook. Đi xem phim mà còn vé chương trình. Chụp một tấm hình chung kỷ niệm. Ủa đi xem phim mà phải vé chương trình mới được hả? Tại vì em có chương trình, có hai cái vé của chương trình. Trời đất ơi, cái này tặng bạn gái được không? Dạ được. Tặng bạn gái nha, đó.
Trời đất ơi, đây vé chương trình thì nằm đây nè, nhưng mà bấm nút thì mới tặng, còn không bấm đâu có tặng. Dạ dạ. Hãy nói cho chị biết cảm nhận đầu tiên của em khi mà mở cửa trái tim này ra thì em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên của em thì khi nhìn bạn gái thì thấy cũng hiền, ngoại hình thì cũng ưa nhìn, công việc thì cũng ổn định. Trong lòng em có cảm xúc gì không? Cảm xúc thì cũng có chút đỉnh chị. Có chút đỉnh. Tại mới gặp mà chị. Thế còn em có nhận xét gì về đối diện khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Dạ, em thấy ảnh thì mỗi người cũng giống như em muốn vậy đó. Mà có thì là em thì thích những người chững chạc hơn á chị. Ảnh chững chạc mà. Hình như em thấy hơi trẻ trung. Tại vì cái mặt ảnh trẻ, thôi khen em đó. Mặt dạ. Trẻ thôi chứ người ta 33 tuổi rồi. Mà công việc người ta cũng ổn định rồi. Tôi thấy cặp này hợp đó. Rồi bây giờ các tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng vào buổi trưa. Rồi chúng ta sẽ cùng tâm sự với nhau nhiều hơn. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Dở Hảo Food trưa nay nha. Há cảo nè, hoành thánh tôm chiên giòn, sườn non hấp tàu xì, bánh nướng xá xíu phô mai đúc lò, bánh bao kim sa, mignon. Trời ơi, ngon quá. Bây giờ thì hai bạn sẽ cùng ăn trưa với nhau. Có ít phút trò chuyện gì tường ra ngoài cho hai bạn tự nhiên. Vừa ăn vừa tâm sự nha. Làm sao cho người ta thấy là mình chững chạc chứ người ta thấy mình trẻ quá rồi kìa. Đó cũng là lời khen mà cũng là lời chê đó. Trẻ là biết tại sao trẻ không? Tại chưa có kinh nghiệm tình yêu đó. Bây giờ em phải chứng minh cho bạn gái biết là em vẫn biết yêu. Tự tin lên nha. Bữa nay không có nhường nhịn gì hết trơn nha. Mấy ông quay phim nãy giờ đang địa bạn gái em đó. Không có được nhường nhịn gì hết nha. Em tia thẳng vô cho chị. Được không? Dạ yeah. Rồi, chúc hai bạn ăn trưa ngon miệng. À mời em ạ. Dạ. Ủa em làm việc mà bán vé máy bay vậy là đó là mình mở bán hay là? Dạ em làm riêng cho mình á anh. Làm tự mình làm luôn. Dạ hả? Hồi trước em đi làm cho người ta rồi sau này em nghỉ em ra em tự mở riêng á. Thì em gia đình thì có anh chị em đâu không hay là sao? Anh chị em của em thì chắc đông á, nhưng mà có ba chị em gái à. Đông ba chị em gái. Thì em có gì hỏi anh không? Anh nghe nãy anh nói anh không biết nấu ăn nhưng mà em thì biết rồi đó, nhưng mà sau này chẳng hạn như em như nấu ăn á thì anh có phụ em được gì không hay là? Phụ thì anh vẫn phụ được. Khi mà về chung một nhà hay gì đó thì có nhờ thì mình sẽ phụ. Nhờ bố phụ hả? Khi mà ví dụ như em mà cần cái gì đó anh lắm thì em cứ nói, thì anh thấy em chứ bình thường anh cũng không có tinh tế mà để là thấy cái là mình, người phụ nữ của mình đó cần cái gì cái mình ấy cũng hơi thiếu chút cái đó, nên tới giờ cũng chưa có bạn gái là vậy đó. Anh là người ở đây luôn hay là anh gốc người ngoài Bắc? Không, anh là người Sài Gòn ở đây từ nhỏ đến lớn. Em thấy anh cái nét giống người Bắc. Không biết là có gốc Bắc không. Chứ thường là mấy người công ty thì nói anh gốc ở miền Tây nhiều, chứ nói gốc Bắc thì ít lắm. Nghe giọng anh thường nói người ở miền Tây. Còn nhiều người á, nó nghe em á thì nói có người thì nói em ở miền Trung à. Có người em nói ở miền Bắc. Mẹ anh có khó không? Mẹ anh hả? Chắc không khó đâu. Tại vì nếu mà có lập gia đình thì chắc anh cũng ở riêng thôi. Chung tại vì công việc ở hiện tại là giờ vẫn làm biên hòa. Mẹ thì phải ở nhà thôi, cũng không có làm gì hết. Nên cũng không có khó khăn gì với con dâu đâu, em không phải lo. Nếu mà ở riêng thì ở đây hay là ở biên hòa với anh? Chắc ở biên hòa, ở quê biên hòa cũng tùy nữa. Thí dụ nếu mà công việc của em ở đây, công việc của anh ở chảnh thì có thể là thuê một cái gì đó ở khúc giữa chẳng hạn, để tiện cho công việc hai đứa, hoặc là mà sau này có thành đôi hay gì đó. Em ở đây làm thì anh vẫn ở trọ ở chảnh anh làm, xong thì cuối tuần thì anh về, cũng vậy cũng được. Tại vì công việc của em là nó ở đây nó phù hợp hơn à. Dạ. Tôi thấy cặp này là vui nhất luôn á. Trò chuyện rôm rã, ăn uống ngon lành. Tính tới chuyện hôn nhân, tính tới chuyện mướn nhà ở luôn. Chững chạc nha em. Nãy em nói không có chững chạc là em phải rút lợi rồi đó. Tính luôn à, mướn nhà ở chính giữa đoạn đường luôn hả? Hôm đó cũng là một ý kiến hay chứ bộ. Thì em vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thí dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh mà thay vì giờ em cũng đang ở trọ bán vé. Bán vé vé là mình bán qua online đúng không? Dạ, nhưng mà phòng vé ở đó đúng không chị? Nếu mà thuê trọ thuê ở khúc giữa nữa là tính ra nó lộn xộn hơn em rồi đó. Có nghĩa là giữa là khúc giữa nhưng mà nó cũng là ở thành phố Hồ Chí Minh, em hiểu ý chị nói không? Để nó gần hơn. Còn không thì thôi chấp nhận thời thì là chồng đi cuối tuần chồng về. Còn giữa tuần ví dụ ốm đau bệnh hoạn nhớ quá thì chồng cũng về Sài Gòn biên hòa thì chạy có một tiếng chứ nhiêu. Đúng rồi, tầm tiếng vậy. Thì còn không được cứ cuối tuần thì gặp nhau. Còn khi mà tới lúc sanh con đẻ cái thì tự động phải điều chỉnh thôi. Lúc đó nó còn xa lắm. Giờ trước mắt mà mới yêu nhau mà tính tới cái chuyện mà ở rồi chị thấy là hợp lý rồi. Còn điều gì nữa không? Thí dụ như được thì khoảng bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Em thì cũng có tuổi rồi chị, thì chắc cũng tầm 1-2 năm thôi. 1-2 năm thôi.
Em thì em mong muốn là bao lâu thì tiến tới hôn nhân là hợp lý? Em thì cưới lúc nào cũng được hết á chị. Cưới lúc nào cũng được hết á chị. Phụ nữ là người ta vậy đó. Chị mà quen ai mà 6 tháng mà không cầu hôn là chị chia tay. Dạ yeah. Có thể 1-2 năm cưới, nhưng mà mình quen khoảng tầm 6 tháng thôi là mình phải cho người ta biết cái hướng của mình. Ý của mình là mình thật sự mình muốn cưới, rồi mình sắp xếp. Chứ nếu mà quen mà cứ cà lơ ngày nào không gặp rồi nói chuyện ăn đi chơi không, không có tính chuyện tương lai là phụ nữ người ta mau chán lắm. Dạ yeah. Hiểu không? Rồi bây giờ mời hai bạn ha, bóc một lá bài của chương trình chơi. Cái nội dung trong này là gì mình thực hiện cho nó vui. Yeah. Rồi đọc lớn lên em trai. Nếu được yêu cầu test độ manly của bạn trai, em sẽ test bằng cách nào? Em trả lời đi. Bạn này chưa có mối tình nào nè, bây giờ muốn test cái độ manly của bạn này, em muốn test gì nói đi, chị kiểm tra liền cho em. Chắc nắm tay được rồi chị. Nắm tay. Nắm tay được chị. Thì qua đi. Rồi vòng qua đây, đứng qua đây. Ga lăng lên nào. Thiệp lên nào. Rồi anh cho phép anh được nắm tay em nha. Rồi. Thì được chưa chị? À, được chưa là em cảm thấy được chưa, cổ cảm thấy được chưa chứ cổ test em chứ đâu có test chị. À, em thấy anh có độ độ nam tính chưa ạ? Nam tính chưa ạ? Cũng được. Có hơi ấm gì truyền qua, có luồng điện thấy nào nó tay của em ấy hơi lạnh, phải hơi lạnh, lạnh thật. Rồi về chỗ đi. Cảm nhận của em như thế nào sau khi nắm tay ảnh? Anh thấy tay em hơi lạnh. Thế anh em thấy tay ảnh như thế nào? Đưa vô thì nó ấm mà chị. Ấm. Rồi mời em gái. Đọc lớn lên cơ. Bạn nam hãy kể ra ba bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Bí mật của em là gì em cũng không biết. Nhiều khi em không có bí mật nhiều lắm chị. Cái điều gì em cần chia sẻ với bạn gái? Tật xấu, thói quen. Mê game. Trong chương trình thì em nói chưa có thêm mê game. Em hay chơi game nhiều. Có lúc thì chơi game suốt đêm. Bây giờ vẫn còn? Tại thì ít, không có. Hiện tại thì không có chơi game. Hiện tại chỉ chơi Liên Quân. Thì Liên Quân với game nó khác nhau hả em? À, mà chơi ít hơn lúc trước chị. Còn gì nữa? Hay xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn mà khi xem phim vậy. Rồi. Ví dụ như em xem phim mà thấy đau thương sĩ em hay khóc. Có khóc luôn? Khóc. Tức là anh có khóc trước mặt mọi người không? Có. Tại vì có gì đâu phải là bí mật đâu. Thì khóc mà người ta hỏi mình đâu có nói là mình khóc đâu. Mình chỉ nói là bụi bay vào mắt hay gì đó, đó thôi. Đó, người ta cũng bí mật mà, thấy không? Người ta lãng rồi người ta giấu phải không? Một cái nữa là chắc cái này cũng không biết. Hồi xưa em làm ở Giang Bình Dương. Em với một bé kia là nó hơi cũng làm chung công ty chị. Thì em hay giỡn là má nó tính nghịch cộm á chị. Mỗi lần em nói không nghe, cái em mới hay hù nói không nghe là anh hung em đó. Thì mấy lần đầu thì nói vậy thì em mới sợ. Sợ thì phải nghe, tức là làm theo em. Tại chúng tôi làm chung công việc á. Thì vô tình có một lần đó nói em đó không nghe. Cái thách thách hôn xong mà hôn trúng luôn chị. Hôn trúng luôn? Dạ. Trúng đâu? Má chị. Một lần nó hôn trúng luôn đó hả? Là dạ. Bí mật luôn á hả? Thì cái đó thì em nghĩ thì đâu có ai biết đâu chị. Đâu có kể với ai đâu. Được không em? Ba bí mật đó em thấy được không? Cười dạ. Thật thà quá ha. Vậy là có hôn được lần rồi. Rồi giờ còn liên lạc với cô bé đó nữa không? Hiện tại giờ em đó cũng lấy chồng rồi. Mới đi đám cưới khoảng mấy tháng. À, là vẫn có chơi chung, vẫn có đi đám cưới. Dạ. Dễ thương. Rất là thật thà, đồng ý. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn thêm một cơ hội nữa ha. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. 30 giây dành cho hai bạn. Hãy nói cái điều gì mình muốn nói nhất ngay bây giờ. Không nói cũng có thể hát tặng nhau, đọc thơ cho nhau nghe. 30 giây chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Anh với em á, đến đây cũng là một cái duyên rồi. Anh nghĩ là tụi mình nên cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau gần kỹ hơn. Tại vì trên chương trình thì thời gian nó cũng có hạn thôi. Mình cũng không có hiểu gì nhau nhiều. Thì biết đâu cho được thì sau cái bấm nút hôm nay thì mình có thể là đi xa hơn nữa. Và tính tới một cái hôn nhân tốt đẹp sau này chẳng hạn. Em có đồng ý với cách nghĩ của anh hay không? Dạ em cũng nghĩ vậy đó. Thì em cũng muốn mình cho thử nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau hơn chút. Rồi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đây là bấm nút hẹn hò các bạn nha. Rồi đặt tay vào nút bấm sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Hai bạn bấm mạnh. Nếu đồng ý, còn không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh lẹ. Rồi, mời hai qua đây. Mời hai bạn nắm tay nhau. Và bây giờ khi chúng ta bấm nút hẹn hò, ngày hôm nay chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi tìm hiểu nhau. Và bây giờ chương trình dành cho hai bạn một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái ngày đặc biệt này. Dạ, anh có thể không em?
rất là dễ thương. Có tin vui là báo cho chị Tường nha. Dạ. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng cho em một phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và chúc cho hai em sẽ sớm có những tin vui, nắm tay nhau nè. Đâu có phải tự nhiên mà. Đây, và bây giờ thì Tường đáp ứng cái nhu cầu của em là vé xem phim của chương trình. Đi xem phim cuối tuần này, đi xem phim nha. Yeah. Rồi, nắm tay nhau vô đọc phim mà mặc sức mà tâm sự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng Yurika cũng đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ trưa thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 hàng tuần và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hai chàng trai của chúng tôi bước ra sân khấu. Oh. Oh. Hai chàng trai đã xuất hiện rồi, còn chần chờ gì nữa? Mời hai cô gái của mình. Oh yeah, wow. Yeah. Hai cô gái thật là xinh đẹp, thùy mị, nết na, dễ thương. Rồi, vậy thì em hãy mời các cô gái giới thiệu luôn đi. Bên đây nôn nóng lắm. Nôn nóng quá trời. Vậy thì cô gái ngồi ghế màu đỏ trước nè. Em hãy giới thiệu tên tuổi của mình. Dạ, em tên là Hoàng Thị Mỹ Liên, sinh năm 1996. Hiện tại thì em có kinh doanh online 5 năm rồi ạ. Dạ, em kinh doanh áo quần với áo lại quần. Food ạ. Nhà em ở Sài Gòn này luôn. Trời ơi, một cô gái rất là xinh đẹp nha Tường ơi. Rồi, vậy thì bây giờ Tường sẽ mời chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Em hãy giới thiệu những thông tin của em nha. Chào chương trình, chào chị Cát Tường và anh Hứa Hoàng Đạt. Chào hai bạn cùng chơi. Xin tự giới thiệu, mình tên là Cao Huỳnh Anh Tuấn. Mình sinh năm 91. Công việc hiện tại của mình là cũng là kinh doanh quần áo, thời trang. Và mình sản xuất hàng và đẩy bán cho các như là các store, các shop cũng như là có những kênh phân phối á. Sao rồi, giống bên kia quá vậy ta? Bên đây cũng kinh doanh nha, mình cũng kinh doanh online đúng không em? Đó là em bán sĩ là chính á. Bán sĩ là chính. À, rồi cái này kết hợp nhau thì hay em quá. Em có cần thêm mối mua lấy hàng không? Dạ, dạ, đặc biệt hơn sĩ một chút. Dạ rất là cần, nhưng mà em cũng sắp tới hướng là em phải chuyển danh làm thêm online. Em có tuyển người livestream bán hàng không em? Dạ em cũng đang tuyển. Trời ơi, sao tự nhiên tôi thấy vô quá vậy trời ơi. Tuấn với Liên nha, Liên Tuấn, Tuấn Liên thấy ổn rồi nha. Rồi cho chị Tường hỏi nè, quê em ở đâu Tuấn? Dạ quê em ở đây luôn. Cũng ở đây luôn, quận mấy? Dạ Tân Bình. Rồi điểm mạnh điểm yếu nói luôn đi. Điểm mạnh của em là em hài hước, vui vẻ, hòa đồng và em cũng dễ làm quen với mọi người. Những lúc rảnh rỗi thì em thường hay đi tập gym với chơi thể thao gì. Còn điểm yếu thì đôi khi là em có khuyết điểm là em nói chuyện hơi nhanh. Thì đôi khi là nó vấp với lại nói không nghe rõ ngôn từ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Đây nãy giờ cô gái mặc một cái đầm hoa cười hoài. Em phải tự giới thiệu về mình đi nè. Cô gái ngồi ghế màu xanh. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em là Nguyễn Tuyết Thoa, em thì em năm nay 30 tuổi rồi. Em đang là nhân viên văn phòng ạ. Em ở quê ở Ninh Thuận. Ninh Thuận? Dạ. Em vô đây lâu chưa? Em vô đây từ trước dịch á. Em vô đây từ trước dịch á. Tự nhiên em nói từ đó là anh nhạy cảm quá. Dạ, em mới vào đây được nửa năm thôi. À, dạ. Em ở với ai? Hiện tại em ở với lại hai bé mèo. Hai bé mèo? À đúng rồi, em nuôi hai con mèo. Hai mèo, hai mèo được cái hai mèo cái hay một được một cái em? Dạ là một cặp vợ chồng á chị. À, à. Hỏi vậy biết chi không? Chừng nào nó nhân giống mình nhớ cho chị xin. À, rồi, Hòa Thoa ha. Vậy là ai phải có cái sở thích là phải thích yêu động vật chứ lộn. Phải nuôi thú cưng mới được đúng không?
Rồi hỏi chàng trai ở ghế màu xanh nè, em tên gì? Dạ xin chào chị Cát Tường, chào bạn với chào anh Hứa và Đạt, chào mấy bạn nữ bên kia. Em tên là Tài chị. Hiện tại công việc của em là kiến trúc sư. Em sinh sống và lớn lên làm việc ở tại Bình Dương, lát thiêu luôn. Rồi cái này mới quan trọng nè, có thích chó mèo gì không? Động vật thì em thích thôi chứ mà không thích nuôi lắm. Em không cần nuôi, em chỉ cần hút phân của nó là được rồi. Được không? Em bị dị ứng với lông mèo không? Dạ không, em bình thường hả anh? Mèo nó cào dữ lắm á, cào cào vậy nè. Mèo nó cào dữ lắm đó, nó cào cào vậy nè. Nhưng mà em phải chịu được mèo cào chứ không thôi mai mốt sau cọp cào mà em chịu nổi. Em phải tập làm quen từ mèo trước, đúng không? Dạ đúng. Tập hứng cho mình chứ. Con mèo con sư tử cách nhau có như có một tết nhạc thôi chị. Thôi có một nốt nhạc thôi đó hả? Trời ơi. Rồi điểm mạnh điểm yếu. Điểm mạnh của em là chắc có thể là quá nhiều điểm mạnh quá. Quá nhiều điểm mạnh quá. Quá nhiều điểm mạnh. Wow, một kiến trúc sư chuyên về cái gì nội ngoại? À, em vẽ thiết kế nội ngoại thất á chị. Rồi thu nhập như thế nào? Thì em ngoài thiết kế ra thì em có làm thêm kinh doanh, từ kinh doanh ở ngoài. Kinh doanh gì nữa? Thì em cũng làm thêm thôi, thì bên mảng sim số. Buôn bán luôn hả? Ê, sim số này tiền nhiều lắm nha. Có buôn bán thấy sim số khủng là tiền gì mà toàn thế là triệu triệu tỷ trăm triệu đồ này kia đúng không? Dạ cũng thì cũng có nhưng mà em còn bán sim rác không à. Trời ơi khiêm tốn nữa. Giờ tôi hỏi thẳng vô vấn đề, giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ củi cặp kề chắc cũng muốn rồi chị. Có để dành tích lũy được gì để lấy vợ chưa? Dạ cũng có một ít ít, có một ít ít. Thu nhập em thì nói chung là cũng tương đối để mà sống cuộc sống tốt chị. Tốt là tốt cỡ nào? Thì người ta có gì mình có cái đó thôi. Ghê ghê. Nghe vậy là biết khủng khủng rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ tôi hỏi bữa nay đi tự lấy thiêu lên đây là ai chở đi? Đi bằng gì lên đây ghi hình? Em tự lái xe tự đi luôn. Đi xe con của em đi ô tô. Chưa đó, tôi hỏi em là có xe phải không? Dạ. Có nhà chưa? Người ta nói an cư mới lạc nghiệp. Ở nhà thì khi nào mình có vợ thì mình sẽ tự mua nhà. Còn hiện tại bây giờ đang ở chung ba mẹ sướng mà có tiền mua nhà chưa? Thì chắc cũng có thể có. Đó thấy chưa? Tôi chỉ hỏi vậy ơi. Là được rồi. Rồi bây thế giờ nhiều quá vậy. Đang khai thác bên Nam, tôi qua cho Nam hết luôn. Hết luôn em vậy. Lặp lại nữa tôi ngại quá. Giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ cũng tới tuổi thì cũng tới tuổi rồi phải không? Rồi có chuẩn bị gì để rồi lấy vợ chưa? Em có nhà có xe rồi chị. Đó thấy chưa? Hai chàng trai của tôi hôm nay vỗ tay. Nói chung hai chàng trai của tôi ngày hôm nay á là coi như công việc ổn định, thu nhập ổn định, sẵn sàng chỉ cô dâu đồng ý là lên xe thôi. Rồi, mời Hà bên kia. Bây giờ tới bên đây đúng không? Bây giờ thế mạnh thế yếu của em là cái gì? Em cũng biết nấu ăn. Biết nấu ăn luôn. Dạ. Xinh đẹp nữa, mình phải khoe luôn. Mọi việc em đều có thể sắp xếp được hết, từ công việc cho đến nữ công gia chánh. Cũng như là mình đảm đang nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nãy giờ em nói chuyện hiền nữa, anh thấy em hiền nữa đó. Trời ơi, quá trời đức tính, thấy mạnh quá trời luôn. Về điểm yếu nè. Điểm yếu thì em hơi rụt rè một xíu. Em cũng ít khi mà tiếp xúc ở ngoài, tại vì mảng của em chủ yếu là làm online nhiều á. Em cũng hơi cọc tính một xíu á. Cọc tính thì cái mặt em nó kiểu nhăn nhó một xíu thôi, rồi em đi ra chỗ khác. Rồi đến khi nào mà em hạ hỏa thì em sẽ nói chuyện lại, em sẽ suy nghĩ lại. Mà sáng. Em giảng đạo lý là hơi lâu á. Có giảng đạo lý luôn hả? Ủa giảng ai nghe? Thường là giảng cho ai nghe? Dạ giảng cho người thân đó chị. À vậy hả? Trời ơi giờ phải kiếm cái anh nào mà chịu nghe mới được nha. Vô tình trường luôn đi, coi đó giờ có anh nào nghe chưa? Dạ. Xưa giờ mấy mối tình rồi cưng? Liên? 2-3 mối tình đó chị. 2-3 mối tình đó chị. Có một anh thì quen cũng tầm mấy năm á anh. Mới đầu thì cũng có cố gắng với nhau, nhưng mà đến về sau thì... Anh không nghe em giảng đạo lý nữa. Chắc là vậy rồi anh ơi. Ồ, vậy là phải là ai phải chịu. Và thường thường một buổi giảng đạo lý của em là khoảng bao nhiêu tiếng? Dạ, cái này chắc tùy cơ của anh ơi. Chắc tầm 15 phút, 20 phút. Hai bạn ơi, hai bạn. Mình ở nhà có học thêm nhiều không? Có cần giáo viên dạy thêm không nè? Chị nghe đồn em có nhu cầu đi học gì không? Có thích nghe giảng đạo lý không? Dạ thì cũng có chút chút thôi. Có chút chút. Nhưng mà đừng có nói nhiều quá. Ví dụ như là nghe được cỡ bao lâu rồi thì cảm thấy là vừa phải. Ví dụ như ngày nghe câu được. Thì đạo lý thì nó chỉ là một cái câu mà nghe cái là mình nhớ liền. Cho nên không cần thiết phải nói nhiều. Rồi nói cái đi vô lòng người. Trời ơi, đạo lý nào mà nói đi vô lòng người. Có những cái đạo lý nó gây tranh cãi dữ lắm em ơi. Đã là đạo lý là phải vô lòng người. Tại vì những gì em nghĩ là đã là đạo lý là mặc định là đúng. Trời, gửi ta. Đúng ghê. Rồi, đôi khi đúng rồi. Tùy theo giáo viên dạy em ơi. Tùy theo giáo viên chứ đối dạy. Với chị đạo lý là trớt quốc hết luôn. Chị bẻ hết đạo lý luôn. Không, tại thật ra thì em cũng là gu của đạo lý.
À, em cũng rất là thích, bản thân em cũng là hay nói đạo lý đó. Mô hình tuyển học sinh của em là một cái mẫu học sinh như thế nào? Không quan trọng nhan sắc đâu anh. Không quan trọng nhan sắc. Nhưng mà phải đẹp, phải đẹp, phải đẹp. Bắt đầu đạo lý hơi đổ mồ hôi rồi đó. Thấy chưa? Đạo lý bắt đầu mệt. Đạo lý nó có đúng, nó có sai giờ đạo lý đó được không? Không quan trọng bề ngoài nhưng mà phải đẹp. Cái đó căng lắm à. Không, cái này em tự tin. Tự tin hả? Rồi bên đây chàng trai của tôi tự tin nha. Tự tin về nhan sắc của mình. Còn yêu cầu gì nữa không? Nói luôn đi Liên. Cũng phải biết làm ăn đó chị. Trời ơi, đây ta làm ăn trời giỏi luôn. Trời ơi, người ta có xe riêng luôn rồi đó. Rồi. Nói chung là phải không bị lãng tai đúng không? Để nghe em giảng đúng không? Đẹp có đẹp, chịu nghe đạo lý. Có thu nhập ổn định. Rồi, ngon lành. Hay rồi, quá, ngon lành cành đào rồi. Ok, rồi bây giờ quay lại chàng trai ghế đỏ của tôi nè. Tình trường như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình. Ai cũng vậy cả, ấn tượng nhất là cái mối tình đầu thôi. Cái thời điểm đó thì mình còn là sinh viên. Mình chưa có trải nghiệm nhiều, thành thử ra mình bị fail. Cả hai cùng fail. À, mà lúc đó mối tình đó kéo dài được bao lâu? Dạ 6 tháng vậy. Cái gì mối tình đầu ngắn ngủn vậy? Vậy còn những mối tình sau? Mối tình sau cùng được bao lâu? 3 tháng. Trời đất ơi. Rồi cái mối tình giữa bao lâu? Dạ cũng khoảng đó luôn. Ủa vậy em chơi mì ăn liền hay gì vậy? À, không đâu, không phải mì ăn liền. Thật ra thì ngay từ đầu em cũng chia sẻ là em cũng lu bu rồi bận công việc á. Cho nên là khi mà quen thì lúc đầu có vẻ như là hợp, nhưng mà về sau á hay dần dần nó bị xa cách sao á. Cho nên rồi từ từ cái cảm xúc á nó dần dần nó dạt ra và nó không còn như lúc ban đầu nữa. Nhưng mà một rồi vậy thì rồi. Bây giờ qua ba cái mối tình đều mì ăn liền ngắn ngủn như vậy đó thì em có rút ra được cái gì cho cái tình thứ tư không? Thì em mới nghĩ một điều rằng á là trước đó những mối tình trước thì đa phần là em yêu trước rồi em mới tìm hiểu sau. Thì bây giờ em phải rút kinh nghiệm ra là em phải tìm hiểu trước rồi mình sẽ yêu sau, phải tìm hiểu trước rồi mình sẽ yêu sau. Cho nên tham gia chương trình này là phù hợp luôn để tìm hiểu cái đã. Xong cái chương trình này mà em mà tìm được là em phải cảm ơn chị Cát Tường á. Không có cần cảm ơn, đầu heo đưa tới nhà chị. Dạ ok luôn. Còn cảm ơn em... gì nữa đúng không? Em tặng quà cho chị. Được, cái đó được. Rồi giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Ngoại hình của bạn nữ rất là dễ nhìn. Phải cao trên 1m, dù 62 chẳng hạn. Đó, có chuẩn đàng hoàng. Và không nặng quá 57kg. Không nặng quá 57kg, vậy là bằng chị luôn á, chị 57kg luôn á. Ghê, đâu? Đây, ngon lành. Nhưng mà cái này không tới 1m62 nè, tôi biết luôn. Đúng không cưng? Dạ, đúng mét rồi. Tầm 1m50 mét năm mấy nhưng mà vô cùng coi như là chuẩn, coi như body chuẩn, đẹp quá trời đẹp luôn. Không sao, phụ nữ mình mang dài cao gót lên ha cưng ha. Có gì nữa không? Thôi tôi thấy đúng chuẩn luôn, đạt như chuẩn luôn rồi đó. Có cái gì mình không thích ở người phụ nữ không? Bạn gái gì nữa hả chị hả? Em thích một người phụ nữ là có EQ cao gì? EQ cao. Thông minh cảm xúc. Thông minh về cảm xúc. Cỡ có chuẩn nào không? Em thích là phải là lanh kìa. Lanh. Phải lanh. Chưa nói là phải hiểu đúng không? Dạ. Yeah. Mà lanh quá thành dữ đó, giống như chị Tường nè, quá lanh cái người ta sợ là cũng chạy luôn, nó cưng. Vừa thôi, người ta nói là yểu điệu thục nữ quân tử mới hiếu cầu. Tôi thấy bên đây là ngon lành rồi đó. Thiệt chứ bộ. Được nha cưng, chị đứng về phe em á. Rồi, tới cô gái bên kia luôn đi. Hả? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em là em thích chơi thể thao. Em thích bơi lội anh. Bơi lội. Kiểu như mà em mỗi ngày em đều bơi, buổi sáng là 1000 hoặc là 1200m á. Em bơi kiểu mà em bơi nhiều tóc rụng hói đầu luôn. Trời gì vậy? Đừng có nói những cái điều đó, cái đó là bậy lắm, không được nói. Người ta nói thôi chứ tôi đâu có thấy đâu, có nói gì đâu. Ủa nhưng mà điểm bơi của em là thường ở đâu? Em bơi ở hồ thi đấu Phú Thọ anh ạ. Sao bơi mà da trắng dữ vậy? Đây là đen, những chỗ che thì nó trắng hơn chị. Những chỗ che thì nó trắng hơn chị. À, đó là đen à, những chỗ che lại là trắng hơn vậy nữa. Trời, tôi khoái nha, chỗ trắng chỗ đen dễ thương lắm luôn nha. Mấy anh tôi ơi, tôi coi nghe thông tin người ta chưa? Mấy anh mà biết phụ nữ bơi, tự tin đi bơi là biết là cái dáng người ta chuẩn cái nào. Ủa mà chị thường trang phục em mặc đi bơi là gì? Áo mưa hay là? Dạ, bikini á. Bikini luôn á nha. Nhớ hồ bơi Phú Thọ giấc mấy giờ? 7 giờ đến 8 giờ. 7 giờ đến 8 giờ nha. Giờ còn bơi không em? Hiện tại giờ có bơi không? Giờ vẫn cứ mở cửa bơi rồi chị. Sáng mai bơi nha. 7 giờ tắm sáng mai hồ bơi Phú Thọ. Ta Google đi nha. Bận nguồn tà lõn tới, người ta bận bikini đó. Tới bơi. Chơi thể thao, môn bơi lội. Dạ. Gì nữa? Với lại em tự thấy em nấu ăn ngon. Có nhiều người khen nữa. À, có nhiều người khen nữa là phải? Là em nấu, biết nấu nhiều món á. Món gì? Mấy món Việt Nam rồi bún bò, hủ tiếu rồi gì đó. Bánh canh hay là này kia rồi cũng riêu ăn ngon. Cái là tự em nghiên cứu hay là có ai chỉ em nấu hay là tự em tìm trên mạng? Dạ không. Ví dụ như mình ăn được thì mình sẽ nấu được.
mình ăn được thì mình sẽ nấu được. Thêm mình coi trên mạng nữa, coi những cần nguyên liệu gì thì mình sẽ coi thêm ở đó. Với lại em rất là lạc quan á. Với lại em cảm thấy em có sức chịu đựng rất là cao. Tức là em làm việc ở môi trường chăm sóc khách hàng dịch vụ rồi á chị. Thì thường sẽ hay tiếp xúc những khách hàng khó tính rồi á. Dạ. Thì... coi như là chịu đựng cái áp lực trong công việc cao đúng không? Dạ. Rồi, tình trường thì sao cưng, Thoa? Tình trường thì em có hai mối tình rồi chị. Hai mối tình đó thật ra cũng hợp nhau á, nhưng mà mình không có duyên, không đến được với nhau thôi. Thì hai mối tình em đều quen ở Ninh Thuận. Ninh Thuận? Dạ. Là như là em chia tay xong là anh cảm nghĩ giống như là em muốn rút ra khỏi cuộc tình đó nên quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Wow. Nhưng mà cái mối tình của em là em nói là hòa hợp lắm mà sao lại không tiến tới được hôn nhân em? Dạ, tại vì lúc mà quen thì là ảnh cũng là một kiến trúc sư bình thường á chị. Sau thì là cái ảnh đổi công việc làm công an ấy. Mà em thì em theo đạo Thiên Chúa nên là công an với đạo Thiên Chúa sẽ không có quen nhau được. Tôn giáo đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nó nghe nè, khoan đợi chị chút xíu, chị hỏi cái nó nghe nè. Mình đang làm kiến trúc sư hả? Rồi nhà mình có gì có ý định mình đi đổi nghề qua làm công an không? Sao giống bên kia quá vậy? Có không cưng? Thôi, không làm công an đâu. Không làm công an đâu hả? Là vẫn làm kiến trúc sư đúng không? Dạ. Rồi, em có đạo không? Dạ cũng có chị. Có luôn hả? Em đạo trời gì? Trời ơi. Quá tuyệt vời luôn rồi. Bây giờ còn cần gì nữa không Thoa? Thì em không còn đẹp trai lắm đâu, em chỉ cần mặt mũi nhìn sáng sủa, nhìn thông minh, với lại là cao, tầm cao cao một xíu, cao cỡ trên 1m74 gì đó. Cao cao. Em cao mét mấy? Cỡ 71-72 chị. Quá chuẩn. Mạnh á, dư luôn á. Coi như dư là cao là đủ nè. Sáng sủa hả? Dạ. Bên đây là sáng sủa chứ chiều là không có sủa, yên tâm. Sáng là sủa. Em có chơi thể thao gì không kiến trúc sư? Dạ đi bộ. Đi bộ chèo cũng bộ. Là một môn thể thao đó. Sáng sớm hai đứa đi bộ ra hồ bơi Phú Thọ rồi nhảy xuống bơi xong đi bộ về hợp nha. Tôi thấy cặp này đẹp đôi lắm luôn á, ngon lành á. Rồi còn em thì sao, em mấy mối tình rồi cưng? Em thì cũng khoảng 2-3 mối tình. Ủa sao tình mà khoảng em, ví dụ như mình tiền bạc thì mình còn khoảng chứ tình thì nó phải đưa chính xác 2 là 2 mà 3 là 3 chứ. Khi mà em quen xong rồi qua thì mới nhớ hơn khoảng đó thôi chứ em không có lưu luyến những cái mối tình. Mối tình nào là cái mối tình làm em lưu luyến nhất và ấn tượng em nhiều nhất? Quen lâu thì có lâu nhưng mà để em lưu luyến thực sự là em cũng chưa lưu luyến ai hết. Gì kỳ vậy, con người em nhạt nhẽo quá vậy. Giờ mối tình đầu em là bao nhiêu lâu, quen bao nhiêu lâu? Cũng khoảng 5 năm. 5 năm. Trời đất ơi, 5 năm mà bây giờ không có lưu luyến luôn. Mối tình đó thì lúc đó là em đi còn học đại học với chị. Em học thì cũng 5 năm mới ra trường, bạn em thì học 4 năm ra trường thì con gái thì đẹp, đôi khi ra trường trước thì có những cái công việc trước em, mình tiếp xúc mối quan hệ là tốt. Em thì mới ra trường thì sau này nó không có gì gọi là trong là sinh viên nhưng mà là sao, nhưng mà người ta bỏ mình hay là tại vì em tự ti, em cảm giác mình thua người ta rồi mình lui hay là cũng có thể gọi là vậy. Thì là lúc thời điểm đó em chưa có tự tin. Nếu như bây giờ em cũng có một mối tình như vậy thì bây giờ em có bảo vệ cái tình yêu của mình quyết chí không, hay là em cũng cảm thấy thôi mà đó rồi em cũng về? Thì quan trọng đó nha. Thì bây giờ hiện tại em cũng tương đối tốt, thì nói chung em cũng chẳng ngán nào hết. Em cũng chẳng ngán nào hết. Đó, nó phải vậy. Bây giờ là không ngán nào hết đúng không? Bàn hết. Ok, đồng ý. Em đây là giờ em muốn tìm người như thế nào nè? Bạn gái phải nhất là phải có một cái tri thức, phải có học thức. Cái hai là biết về kinh doanh kinh tế, biết làm ăn gì đó. Không nhưng mà được. Nói chung nếu lấy vợ xong thì rồi em có sẵn sàng phụ công việc nhà với vợ không? Thì chuyện đó bình thường mà chị. Bây giờ là ví dụ hai vợ chồng sống với nhau thì cuộc sống phải chia sẻ với nhau trong việc gia đình. Ví dụ bạn gái mình nấu ăn hay vợ mình nấu ăn thì mình phải nấu cơm. Nấu cơm đơn giản mà. Tôi chịu. Ê, tôi thấy hình như bữa nay là chương trình ghép hai cặp đôi này hợp lắm. Mạnh luôn á chị. Em thấy là thấy sao? Nói chung là có một cái gì đó, một chân trời sáng hơn đằng trước đó. Thiệt nha, tôi thấy là hai cặp giống như dính vô luôn rồi đó. Dạ xin chào cô. Dạ chào cô. Dạ cô là người nhà của ai? Cô là người nhà của Cao Huỳnh Anh Tấn. Thiệt ra là bây giờ thấy con trai nó cũng tới cái tuổi mà nó đi lấy vợ được rồi. Dạ. Thì cô cũng muốn là Tấn nó tìm được một người để tìm hiểu vừa ý. Dạ. Tiến tới lập gia đình. Dạ. Đó, có hai cô gái bên kia nè, cô thử cô nói cái suy nghĩ của cô, cảm nhận của cô về hai cô gái ngày hôm nay đi cô. Cô ghế đỏ có nói là tánh thì cũng hơi là cọc. Dạ. Thì cô cũng ngại vì nhiều khi là đôi lúc là phụ nữ á, thì mình phải là ngọt một chút. Dạ.
À, chứ không có nên mà phải là cọc hoặc là nóng tánh nhiều. Tại vì một cái người đàn ông á, là mình phải là biết dịu. Cô ghế xanh thì cô thấy cũng dễ thương lắm á. Thì bây giờ nói chung là ngoài ra thì để cho Tấn nó chọn. À, nhà cô á thì là nhà kinh doanh. Dạ. Mà nếu bây giờ cô có đứa con trai, nếu như lấy vợ á, gặp mà vợ biết kinh doanh nữa thì hợp với cô quá rồi. Dạ. Đó là cô sẽ truyền đạt tất cả luôn. Trời ơi. Có nhìn cô nè, cô cũng thấy là rất không là, phải là như người xưa rồi, không là thời đại lắm á. Dạ. Thấy chưa, để cho các bạn yên tâm ha. Dạ, vỗ tay cho cô. Thế là cô về cô truyền nó bí kíp cho bí kíp. Dạ, cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. À rồi, chị Tường rồi. Chào hai em gái bên này. Xin chào anh chị ạ. À, em là người nhà của bé Liên. Thật ra là bé Liên nói là bé Liên hơi cọc và hay giảng đạo lý, nhưng mà thật ra là cái người mà bé Liên cọc á thì bé Liên sẽ không có giảng đạo lý với người đó đâu, mà bé Liên lèm bèm với tụi em. Những cái người thân tình, dạ, phải không? Đúng rồi. Chứ còn cái người mà làm bé Liên cọc thì bé Liên kiểu chỉ có bỏ đi chỗ khác thôi à. Tụi em nhận xét về hai chàng trai của chương trình hôm nay như thế nào nè? Hai anh thì em thấy anh nào cũng tuấn tú hết trơn á, cho nên là được thì hốt con hai anh. Trời ơi là trời. Rồi. Hay là hai em lên đây anh sắp cái ghế vàng, cái ghế hồng luôn. Trời ơi trời, hay quá chừng. Vậy là ai cũng được hết hả? Thôi được rồi, giờ mở cửa được rồi đó. Liền luôn hả? Mở cửa trái tim. Wow. Rồi, đó, bây giờ hai chàng trai tôi phải mạnh dạn lên. Bạn Liên, anh thấy em có ngoại hình khá là bắt mắt, cũng như là có gu anh mặc rất là thời trang. Mặt hàng em bán là mặt hàng gì? Dạ áo quần á. Mà phân khúc là đồ nam hay đồ nữ? Dạ đồ nữ. Đồ bộ với lại váy. Đang làm hợp đồng buôn bán luôn, hợp đồng buôn bán hay gì là... Thật ra thì anh cũng làm quần áo, nhưng mà anh chuyên về áo khoác, đồ Việt Nam xuất khẩu. Thì sắp tới là anh sẽ làm một cái brand là rất là thích bán mảng váy đầm. Cho nên nếu mà được có duyên thì rất là muốn học hỏi cũng như kết hợp với em. À, mẫu bạn trai lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em phải hiểu em cần gì. Với lại nhiều khi là người ta cũng phải chiều em một xíu á. Tại vì tính em lâu lâu cũng hơi bướng một xíu. Mong là bạn trai sẽ chịu đựng được nổi em. Hello, anh chào em nha. Anh chào anh ạ. Mà hiện tại mình làm văn phòng, mình có thích kinh doanh hay thích làm cái gì không? Em làm văn phòng nhưng mà cũng là bên sale anh. Em sale bên thiết bị chăm sóc sức khỏe. Anh bao nhiêu tuổi anh hơn? Anh thì anh sinh năm 88, anh cũng khắc khoảng 33-34. Ủa vậy hả? Nhưng mà hồi nãy chị nói chưa tới 30. Ủa em trẻ quá vậy? Em trẻ hả chị? Em trẻ nên đâu có già đâu chị. Tự tưởng nó cỡ tụi bên đây. Chị nói ồ 88 là hôm nay quá trẻ. Dạ. Chị, đó là khen em đó nha. Nhớ lát dẫn chị Tường đi chầu chè nha. Đẹp trai nè. Hợp tuổi em. Ủa vậy hả? Ủa nãy giờ ngồi nghiệm nghiệm là thấy hợp tuổi luôn. Em tuổi hả? Con gì? Em tuổi thân. Tuổi thân tí thình hợp nhau. Anh thường thì anh rảnh vào khung giờ nào anh? À, công việc của anh thì nó không có nói rảnh giờ nào được. Nói chung là nó là anh vừa kinh doanh mà anh vừa làm việc á, nó khi cả ngày nó rất là rảnh. Có khi mà 9 giờ 10 giờ anh vẫn phải tiếp khách, anh vẫn đi công việc của anh thôi. Làm thì không phân biệt thứ bảy chủ nhật hay ngày lễ Tết hay gì chứ, mình làm được mình làm. Lâu lâu mới lên gặp bạn gái rồi đưa đi chơi một lần, ví dụ như có quen hai cô này. Dạ thì nói chung mà Sài Gòn Bình Dương á, lá hiu giáp ranh nha, có cái cầu à, thì có cái lý do nào đó mình sẽ sắp xếp thời gian lên thôi chị. À dạ, đúng rồi. Đi em muốn hỏi gì hai ảnh không? Tại vì có một anh là hồi nãy em có nghe là chia sẻ là mối tình 6 năm mà không có sâu đậm ấy. Anh này đây đó rồi. Anh này anh không có dùng từ lưu luyến được, tại vì mình đã chia tay là không được lưu luyến người cũ nữa, nó có chỉ là một cái kỷ niệm thôi. Anh chỉ dùng từ kỷ niệm thôi, còn lưu luyến anh không lưu luyến, tại vì anh muốn dành sau này bạn gái cho mình á, là tất cả mình cả những bạn gái đó. Em là người sống tương đối về cái mà là cái lý trí hơn, cái gì đã dứt khoát rồi đập bỏ, đã dứt khoát rồi đập bỏ. Mà người ta thấy em là người đàn ông chững chạc đó, có thể những mối là... tình đó bị đau đó, bị đá đó, người ta không muốn nhớ tới nữa, hiểu không? Thời điểm đó người ta thấy nó sâu đậm, nhưng mà qua rồi là người ta cho nó qua luôn. Vậy tốt mà, sống với hiện tại và tương lai thôi. Mỗi đàn ông hiện đại đó, chững chạc đàn ông á. À, em nghĩ sao về chuyện làm dâu? Em nghĩ là chuyện rất là bình thường, em rất là dễ lấy lòng người lớn luôn á. Tại vì em cũng khá là ngoan á, em thường là biết điều với người lớn và em rất là nghe lời luôn. Ủa sao hai cô bạn ngồi cười cười hoài vậy? Có đúng không nè? Có đúng không nè? Đúng, đó, đúng rồi. Các bạn kiểm chứng, đúng. Còn em gái sao? Em nghĩ thế nào về việc làm dâu? Đó là cái truyền thống rồi chị. Thì làm dâu là điều bình thường thôi. Mỗi người sẽ mỗi tính thôi anh à. Thì mình chỉ có là chịu khó mình chấp nhận, mình học hỏi rồi mình nhường nhịn lẫn nhau á.
Dạ thì mình sẽ thẳng thắn mình chia sẻ những cái quan điểm của mẹ với lại con dâu. À dạ. Rồi bây giờ hỏi anh này nè, giả tỷ như bây giờ vợ mình là làm dâu rồi đó, nhưng mà chắc chắn thể nào cũng có đôi lúc cũng có một cái sự gì đó nó bực bội, nó lời qua tiếng lại giữa mẹ em của mình với vợ mình, thì em xử lý thì sao? Cái này em tự tin là em dung hòa được, bởi vì ngay từ đầu em cũng nói là thật ra tiêu chí chọn bạn của em là em rất là thích những người mà có EQ cao, có chỉ số thông minh cảm xúc. Ta biết được cái cân bằng như thế nào để không có để những cái chuyện mà nó xung đột lớn nó xảy ra, đúng bởi không? Bởi vì cái cảm xúc nó quyết định, nó dẫn dắt mình. Thế còn bên em mình thì như thế nào? Nếu sau này mình lấy vợ thì là mình có sống chung với ba mẹ không? Thì sau này lấy vợ thì hai chồng có thể là mua đất rồi xây nhà, hoặc là ở riêng, nói chung ở riêng không ở chung ba ở mẹ. Ở gần gần để chăm sóc ba mẹ hai bên là được rồi ha. Dạ. Dạ, anh có hỏi bạn, anh hỏi em Ý Xanh nha. Ví dụ mà sau này nếu anh các em phải đi xa hơn á thì em có thể về Bình Dương sống không? Dạ em thấy điều đó là điều bình thường ạ. À ok. Dạ. À, anh hỏi em cái bạn nữ ghế đỏ trắng nha. À, nếu như anh em có thể là quen biết nhau, có thể sau này tiến triển xa hơn đó, thì em có thể là theo cái đạo của em, theo về đạo bên anh không? Không đâu anh. Ok rồi. Đó là thẳng thắn, đúng rồi, như vậy là chị đó là những người thẳng thắn như vậy. Không, bây giờ mình phải nãy giờ mình cũng sôi nổi ha, mình thư giãn chút đi. Chậm giãn luôn. Mắc văn nghệ gì không? Bây giờ có... Hai chàng trai tôi có ai biểu diễn văn nghệ gì không, hát bài không? Chắc em hát cái bài quên mất tiêu rồi, nhưng mà em không nhớ lời, nhưng mà em không hát. Cần lời luôn. Giao lưu đi, mình hát cho nghe cho thoải mái. Giao lưu cho vui. Trong ân tình là muôn ngàn lối, lối đi nào đã đến lòng em. Em vô tình em không hề biết rằng hình dung anh đã mãi mãi trong tâm trí này. Trong tim nàng là muôn ngàn lối, lối đi nào để đến được em. Em vô tình em không hề biết rằng hình dung anh đã mãi mãi chỉ mình em thôi. Trời, tôi hát xong tự yeah luôn, dễ yeah luôn quá. Thôi bây giờ vậy, hai anh mạnh mẽ lên đi. Bây giờ tôi yêu cầu vậy nè, nói thì nhiều rồi, mình phải đo cảm xúc một chút. Hai anh tiến qua xin phép nắm tay hai cô gái. À, mình chỉ cần nhìn nhau thôi, coi có cái điện không. Em anh rất hy vọng mà sau chương trình này anh em mình sẽ kết nối với nhau. Còn không nắm tay em hả? Em cần nắm tay để mà cảm nhận thấy cảm xúc không? Em có thể đứng lên với anh không? Sao lạnh như vậy? Đó. Ta rung, nó phải nắm tay mới cảm nhận được. Chắc máy lạnh mở, lạnh quá đó, máy lạnh. Ok, mà em xuồng xuống nha. Rồi, em qua em thử nắm tay bạn. Xin phép là đàng hoàng nha. Anh nắm tay em nha. Dạ. Em tự tin hơn trong cuộc sống. Nếu mà có duyên thì anh em mình sẽ kết nối. Vâng, cảm ơn anh. Nói thì mình bàn đạo lý cơ. Chúc em thành công. Dạ, cảm ơn anh. Chỗ bắt tay có vỗ dài đó nha. Dạ, có rồi. Có hả? Rồi, để nguyên đó. Rồi, tới phiên em, mời em. Dạ. Thôi. Ok, anh chào em nha. Em chào anh. Bài đối tác. Thì đây có một chương trình là kết nối gì đó, anh cũng rất là vui thì đến đây để gặp được em ha. Thì nói chung là đây có một cái gì đó, hy vọng sau này nếu mà mình có một cái gì đó chung, mình có thể gặp nhau nhiều lần hơn ha. Chúc em sức khỏe nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rồi. Ok, anh chào em nha. Ok. Thì anh cũng rất là vui khi mà đến đây để gặp được em á. Thì cũng mong là sau này mình sẽ mở lòng hơn. Đôi khi là cuộc sống có những cái nó khác nhau về cái nhiều hướng, nhưng mà đôi khi cũng mong mình sẽ một điểm chung gì đó. Để là lên Sài Gòn để gặp được em, anh sẽ mời em một ly cà phê nha. Cảm ơn em. Dễ thương quá. Rồi. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái ghế bên của mình. Mình muốn kết đôi, kết nối với cái người ngồi ở cái ghế màu gì thì mình bấm cái nút màu đó. Bây giờ thì mời bốn bạn của mình hãy nhắm mắt lại và nhìn về phía trước, nghe nhịp đập của con tim. Chương trình ghép đôi thần tốc
là chương trình thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ các bạn đã có suy nghĩ mình sẽ lựa chọn như thế nào? 5 4. Có một anh là hồi nãy em có nghe là chia sẻ là mối tình 6 năm mà không có sâu đậm, em anh nghe này cũng lạ. Đây đó rồi. Anh này. Tại vì mình đã chia tay rồi, không được lưu luyến người cũ nữa. Nó có chỉ là một cái kỷ niệm thôi. Em là người sống tương đối về cái mà là cái lý trí hơn. Cái gì đã dứt khoát rồi đập bỏ. Nhắm mắt lại nha các bạn, để lắng nghe cái trái tim của mình. Em nghĩ sao về chuyện làm dâu? Em nghĩ là chuyện rất là bình thường, em rất là dễ lấy lòng người lớn luôn á. Tại vì em cũng khá là ngoan á. Đó là cái truyền thống rồi chị. Thì làm dâu là điều bình thường thôi. Mỗi người sẽ mỗi tính thôi anh à. Thì mình chỉ có là chịu khó mình chấp nhận, mình học hỏi rồi mình nhường nhịn lẫn nhau. 3. Nếu như anh em có thể là quen biết nhau mà thể sau này tiến triển xa hơn đó, thì em có thể là theo cái đạo của em, theo về đạo anh không? Không đâu anh. Ok rồi. 2. Một. Bấm. Em bấm chưa? Em bấm rồi anh. Hay bấm, bấm cái này được xuống chứ. Duyên nó không tới rồi anh ơi. Hết thời gian. Hiện tại là chúng ta cho một tràng pháo tay để một cặp đôi ở ngồi ở ghế màu xanh đã. Chúc mừng. Chúc mừng em. Bây giờ phỏng vấn cái cô gái đó, cái coi cái bây ghế đó sao mà trục trặc vậy? Hồi nãy em thấy có động tác bấm vào cái nút màu đỏ nhưng lại không sáng đèn. Mà bây giờ chị hỏi nè, chị thấy rõ ràng anh Đạt anh kêu em là bấm lại đi mà sao em không gọi, em có bấm lại không? Dạ em thấy không có duyên nên là thôi luôn. Rồi bây giờ em có muốn bấm lại không? Hỏi thiệt, cơ hội mới đến nhiều lần nha. Cho em 5 tiếng đếm, bây giờ chị Tường đếm. Giờ em có bấm hay không là quyền của em nha. Bây giờ chị Tường là bên fan. Bây giờ mà chị đó, đếm giờ nha. 5 4 Tôi cũng nhắm mắt luôn. 3 2 3 Bấm. Wow. Đó, thấy chưa, diễn đàng hoàng. Cơ hội chúng ta đôi lúc á, có những lúc mà chúng ta cũng hơi bị rung động, hơi bị xao xuyến. Và có những cái gọi là ông trời ông cũng thử thách. Như vậy là hôm nay chúng ta có hai cặp đôi đó quý vị. Hay quá chị Tường ơi. Hay quá chị Tường ơi. Em vui chứ? Vui à. Vui nha, Tường ơi, hay quá Tường ơi. Yeah. Rồi mời hai cặp đôi chúng ta tiến lên phía trước. Hỏi tiêu chút xíu nè, đàn đàn nóng cái cặp bên đàn này, cặp này nãy giờ trở. Nó ăn sắc trở, nó bị trục trặc vì cái nút công tắc đúng không? Ừ, nãy giờ cái cảm xúc của em như thế nào khi mà mình bấm mà mình thấy cổ trục trặc bấm mình rồi mà bấm không vô thì lúc đó em thấy sao? À, em thấy cũng rất là hay, em nghĩ là cô sẽ có bấm. À, theo em có nghĩ là hồi nãy chị Tường nên cho bấm lại không, hay là chị Tường thấy bấm không được là chị Tường cho thôi luôn? Cũng là nên. Lúc đó em có hồi hộp không? Lúc đó em có hồi dạ, hộp có chút chút. Có chút chút đúng không? Nên rồi thì nắm tay nhau đi hai bạn. Wow. Rồi giờ là nắm tay chứ không phải bắt tay chung, mình nắm tay vô nhau á. Đó, nắm vậy nha. Rồi cặp đôi bên này giống như tình trong như đã, mặt ngoài còn e vậy ha. Nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi nè. Nắm nắm chứ nắm thôi chứ không phải bắt tay nữa. Rồi đó, hai đứa nắm tay. Nãy giờ bắt tay làm ăn hoài. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Em cảm thấy có gì đó nó hơi giật điện điện giật giật. Đúng không? Cho nên chị Tường nói là cái vụ qua nắm tay là chuẩn đúng không em? Cũng mong là sau này mình có những cái bước tiến xa hơn trong cuộc sống. Đó, anh cũng rất là ấp ủ và rất là tin vào cái chương trình này sẽ dẫn mình đi một hướng xa về, đi chung một con đường. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh, em yêu anh như thế thôi. Ê nó nghe nè, rồi cái cuốn sách đó bây giờ mình về chung không ấy, mình cứ tặng ảnh đi. Thôi, mong là anh sẽ phát triển được kinh doanh hơn nữa. Biết nói gì nữa. Có nhắc Tuồn có cặp B gì dưới nè. Rồi, anh đây cũng lại có nói em là như từ trước á, thì tất cả những mối tình từ trước á là anh quen là anh đều là yêu trước mới tìm hiểu sau.
Cho nên bây giờ anh thì anh muốn tìm hiểu trước là sẽ em yêu sau, cho nên anh rất là muốn kết nối với em. Rồi, chúc mừng cho hai cặp đôi ngày hôm nay, và chúng ta hãy chờ đợi theo dõi cái những cái thời gian hẹn hò của các bạn ấy để xem cặp đôi nào sẽ báo tin vui trước cho chương trình quý vị nha. Quốc Việt Food xin gửi tặng mỗi bạn là một sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Gửi tặng các em đây, nha. Tặng em. Rồi, tặng cho em. Hay quá. Và tặng các bạn nước rửa chén hô mê cứng rắn với dầu mỡ mềm mại với da tay. Đây. Và chúc mừng cho các bạn đã thành một cặp đôi, và dù các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Và đó chính là thông điệp của bột giặt John, hai trong một, giặt và xả tất cả trong một, muốn gửi gắm cho chương trình. Nhãn hàng hân hạnh tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt John miễn phí. Và các bạn lưu ý nha, chỉ cần mà các bạn mà lấy nhau thôi thì các bạn sẽ được 2+1, đó là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media. Kính thưa quý vị, một lần nữa Cát Tường xin thay mặt chương trình cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2+1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chương trình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.